tại học viện ma pháp Li trong một học viện phép thuật danh giá, thứ gì sẽ được đánh giá cao nhất đó chính là tài năng phép thuật. Nhưng đối với những kẻ vô dụng không có khả năng sử dụng ma pháp sẽ tồn tại ở dưới đáy xã hội giống thằng khứa mát Bunnerdet. Tại dungeon tầng thứ 7, một thanh niên đang dùng kiếm của mình để đánh bại con sói, khứa này cũng là men của chúng ta mặc dù nó đích dùng được ma pháp nhưng lại rất thành thạo để sử dụng kiếm. Hiện tại anh ta đang đối mặt với một bầy sói ở thủ đô ma pháp trong buổi thuyết giảng. Họ nói về chuyện bằng cách đưa một lượng nhỏ ma lực vào quặng 3K và bột acni thì một khối ma thuật sẽ được sinh ra khi đó chúng ta sẽ có một chất xúc tác tạo lửa tuyệt vời. Và thanh niên tóc đen đang giảng bài là giáo viên ma pháp Edward Serfens. Anh ta yêu cầu thanh niên Win đứng lên phát biểu nhưng mà khứa này lại đếch để ý nên bị quát rồi mới đứng được dậy với vẻ mặt ngáo ngơ. Khứa này cũng thuộc dạng học sinh năm 6 của học viện, với kiến thức phép thuật của mình cũng đếch có nên cậu ta chỉ biết đứng im mà chẳng biết cách nào để thực hành. Sau đó Win cũng đưa cây đũa phép ra chỉ trỏ các kiểu nhưng mà nó đếch ra lửa, thế là làm cho cả bọn phía dưới được pha cười lớn. Rồi ông thầy cũng yêu cầu cả lớp trật tự mà ông cũng chả hiểu sao một học sinh của ngôi trường danh giá này lại không biết sử dụng ma pháp cơ bản chứ. Nhưng mà ông chỉ nghe đồn cậu ta là học sinh ưu tú trên giấy thôi chứ thực hành thì như quần quẻ. Thấy vậy Khứa tóc đỏ ở dưới dùng ma thuật của mình lên trên cục đá làm cho cục than bốc cháy lửa xanh luôn. Nhưng mà điều này thì ông thầy cảm thấy khó chịu vì thằng Khứa Sion Elster lại làm những hành động xúc nổi, nhưng mà Sion lại tỏ vẻ mà thấy Win không được khỏe nên giúp đỡ cậu ta một xíu thôi sau đó thì ông thầy liền dùng ma thuật của mình làm đóng băng ngọn lửa mà ổng cũng không muốn thấy bất kỳ thằng khứa nào không biết sử dụng ma thuật mà tồn tại ở đây. bởi vì ma pháp đối với ổng là quyền lực, là sức mạnh thế nên các anh hùng luôn là ma pháp sư. bởi những điều đó mà bên trong học viện ma pháp này tài năng ma pháp luôn được tôn trọng nhiều nhất. những kẻ có kiến thức nhưng không thể sử dụng ma pháp như khứa bên của chúng ta thì chỉ có cần cù mà bù khu thôi. thế nên những ai không phù hợp với nơi đào tạo ra những hiền giả này và những kẻ ngu ngốc muốn níu kéo giấc mơ vô vọng thì tốt nhất nên rời trường càng sớm càng tốt. Cuối cùng cũng hết tiết thì Win lại ra ngoài mà thở dài trong vô vọng, sau đó thì Sion và hai khứa kế bên cũng lại chọc cậu ta, bởi vì chỉ vào khu dungeon mà kiếm điểm tích lũy từ những con quái vật rác rưởi như vậy mà không thấy xấu hổ sao ní? Rồi cậu ta cũng tiến đến ăn hiếp Win nhưng một con nhỏ xuất hiện mà làm Sion cũng bất ngờ vì Colette là học sinh ưu tú lại đi bao che cho tên bất tài. Nghe thấy vậy Colette liền áp sát lại mà kêu Win là người tốt bụng mà cậu ấy cũng đang nỗ lực thế nên đừng có sỉ nhục bà tôi. Nhưng mà điều này lại làm Sion nực cười lớn vì không thể trở thành một ma pháp sư vĩ đại bằng sự tốt bụng và nỗ lực được đâu. Và đương nhiên Magia Vendor sẽ mãi mãi chỉ là một giấc mơ đối với Win. Sau đó thì Sion cũng rời đi mà kêu Win nên sớm rời khỏi học viện này đê. Mà thấy vậy thì Colette cũng nè lưỡi chê khứa Sion. Sau đó thì cả hai đi với nhau mà Colette cũng không hiểu tại sao Win để bọn nó lấy làm trò cười nhưng mà đối với Win thì bản thân mình không thể sử dụng ma pháp thật thế nên cậu cũng chả để ý. Đối với cậu chỉ cần Colet quan tâm là ổn rồi, điều này cũng làm Colet đỏ mặt luôn mà giải thích với cậu ta. Nhưng mà khi nghe Win nói về từ dễ thương thì lại làm cho Colet phát ngại mà đẩy cậu đi, rồi con nhỏ cũng thở hồng hộc vì hơi yếu tim lý hơi. Thế nên phải bình tĩnh lại, đột nhiên Win lại trầm tư rồi ngó lên trời, cậu cảm thấy hôm nay là ngày đẹp trời mây xanh nắng vàng. Thế nên Colet cũng cảm thấy vậy thật và bởi vì các pháp sư vĩ đại Magia Vender hôm nay cũng lại tiếp tục chống đỡ bầu trời nhớ lại quá khứ từ thở xa xưa khi con người còn bị giam cầm trong bóng tối và chưa biết tới bầu trời thế giới lúc đó bị đe dọa bởi những kẻ xâm lược tới từ thiên không và đã có năm vị pháp sư đã đứng lên chống lại họ sau đó các vị pháp sư đã đánh bại những kẻ xâm lược và phong ấn họ lên bầu trời mang lại hòa bình cho thế giới và magia vender được biết đến như năm quyền trưởng vĩ đại rồi họ mang danh xưng đó được truyền lại tới tận ngày nay đó cũng là giấc mơ của tất cả mọi người được kế thừa tiên nhân nghe đến đây thì colette cũng chả biết quyền trượng của công chúa băng giá Anbis Vina có đang theo dõi chúng ta không? Nghe xong Win chỉ lên bầu trời mà nói rằng họ đang theo dõi chúng ta từ trên cao ấy. Rồi cô ấy đang nhìn lên bầu trời, nhớ lại lúc nhỏ thì Win đang nói chuyện với một con nhỏ về mặt trăng và mặt trời. Sau đó con nhỏ cũng nói rằng nếu chúng ta có thể lên tầng cao nhất của tòa tháp, nơi gần nhất với bầu trời và trở thành Magia Vendor thì có thể thấy được hoàng hôn tuyệt đẹp. Điều này làm cho Win cũng muốn đi cùng với con bé. Thế nhưng con bé đó đã làm được điều đó. Với tài năng thiên bẩm của mình thì cô ấy đã trở thành Magia Vendor trẻ tuổi nhất lên tầng cao nhất của tòa tháp còn đối với win bây giờ không những là kẻ thất bại còn chả thể níu kéo được lời hứa lúc xưa mà cho đến bây giờ thì cậu vẫn mù quáng mơ ước được đứng bên cạnh cô ấy quay trở lại lớp học thì win đang bị ông thầy trời cho sấp mặt bởi vì cậu ta lại chui vào dungeon một mình mà chưa được cho phép lại còn lên tận tầng 7. điều này làm cho ông thầy Wagner nogram tức giận thấy vậy thì win cũng cúi đầu xin lỗi mà đó là cách để cậu có thể kiếm thêm điểm nhưng mà win cũng đã được xác nhận tiêu diệt thành công evil God. thế nên cậu được nhận thêm hai điểm tích lũy sau đó ông thầy cũng hỏi về giấc mơ trở thành Magia Vendor thì cậu ta lại vẫn muốn tiếp tục. Điều này thì ông thầy cũng phải nói cậu ta phải đạt đến một trình độ cao hơn nữa thì mới có thể lên tòa tháp, để làm được điều đó phải cần kiếm một số điểm khổng lồ từ ba nguồn là lý thuyết, thực hành và thực chiến, nhưng mà một người không thể sử dụng ma pháp như cậu sẽ không thể kiếm đủ điểm từ bài tập thực hành. Nghe xong thì Win quyết sẽ lấy điểm tuyệt đối ở thực chiến nhưng mà ông thầy lại cho rằng việc học tới trình độ cao hơn chỉ bằng thực chiến là không thể. Và đặc biệt là với người không thể sử dụng ma pháp, mặc dù vậy thì Win vẫn muốn thế, nhưng mà ông thầy lại chỉ muốn cậu kiếm điểm để tốt nghiệp, và trong bài kiểm tra lần này thì Win sẽ phải kiếm ít nhất 4 điểm trong tuần này. Nghe đến tuần này mà bây giờ Win chỉ còn 2 ngày thôi thì cậu cũng đích thể nào tin được mà dốc toàn lực để tìm kiếm thôi. Sau đó thì Win cũng tra con quái trong cuốn sách để kiếm 4 điểm, đột nhiên ông thầy lại nói rằng có một con Baskerville đã xuất hiện tại tầng 6. Nghe nói tên Lerner nào đó vẫn chưa tiêu diệt nó đâu. Vừa dứt lời thì Win lao đến ôm chặt ông thầy Wagner, ở bên ngoài thì Sion nghe được tin đó thì cũng chạy vội đi kiếm quái. Cậu ta quyết sẽ cướp lấy cơ hội cuối cùng để Win chinh cút luôn khỏi học viện này. Ở phía bên kia tầng 6 thì Win đang hào hứng đi tìm con quái vật, bởi vì Win cũng có kinh nghiệm vì đã từng đánh với Baskerville một lần trước đây rồi nên cậu rất tự tin. Chỉ cần né được chiêu hơi thở lửa như lần trước là được gồi thế nên nhờ Kiki. Còn Sion cùng hai thằng đệ cũng đang đi tìm con quái và anh ta quyết sẽ cho Win chinh cút vội luôn một lần nhưng mà hai khứa đằng sau thì không biết chuyện lần này có ổn không nhưng Sion lại rất tự tin với bản lĩnh của mình, thế nên hai khứa kia cũng đành ngậm mồm mà đi tiếp. Bởi vì Sion cảm thấy chướng mắt với thằng Win lắm rồi nên lần này cho nó chim cút vội luôn, đột nhiên có một nắm đấm lao tới đánh văng thằng khứa đệ Sion. Đó chính là con quái vật, ở bên kia nghe được tiếng hét lớn thì Win cũng lập tức chạy thẳng về phía trước. Sau đó cậu cũng để ý thấy khứa Sion đánh với Evil Sentinel, đó là một trong năm đại quái vật từng làm mưa làm gió trong thời đại chiến. Đáng lẽ nó ở tầng sâu nhưng nó lại lên tầng này và ma pháp của Sion thật sự không si nhê gì với nó. Thấy khứa Sion đang thở gấp thì Win tính chạy ra cứu cậu ta nhưng khi nghĩ lại thì Win lại cảm thấy không có lý do nào phải cứu nó. Chẳng phải cậu ta lúc nào cũng trêu chọc mình và lúc nào cũng bắt nạt mình. Quay trở lại thì con quái vật đang chuẩn bị ra đòn với Sion và bởi vì Win nhớ đến chuyện của cô bé Elfi đó. Cô bé Elfi đã luôn động viên Win và đã đưa cho cậu ta cái mắt kính. Thế nên Win quyết định sẽ trở thành người xứng đáng với con nhỏ rồi cậu đeo mắt kính lên sau đó win lao đến với tốc độ nhanh chóng và đỡ lấy đòn của con quái vật ở bên kia thì thầy edward chạy đến kiếm thầy Wagner, bởi vì edward đã thấy sion xuống dungeon mà chưa được xin phép thế nên làm cả hai cũng lo lắng và edward quyết cho sử ma đi tìm chúng vì khứa đó là hạng quý tộc bị chuyện gì thì rắc rối to rồi edward cũng kêu Wagner cho nó đi tìm tầng 6 nhưng mà Wagner lại kêu anh ta khỏi phải phờ lo vì ở đó có win rồi sau đó Wagner dùng quả cầu phép thuật theo dõi trận chiến của win cậu ta lao đến cắt đứt ngón tay con quái rồi Win né được đòn của nó nhưng lại bị đánh văng. Sau đó Win lao lên trên tấn công con quái mà đâm một kiếm xuống dưới làm cho Sion cũng bất ngờ vì đó là Win. Rồi sau đó Win nhảy xuống dưới mà ở bên kia thì Edward cũng bất ngờ vì cậu ta có thể làm được như vậy. Theo Wagner thì cậu ta có sức mạnh thần bí như pháp sư. Quay trở lại thì Win né tránh con quái rồi nhạy bén theo dõi quan sát con quái vật mà chém đứt tay nó. Rồi cậu cầm thanh kiếm con quái lên và vung kiếm chém lấy tia tím con quái bắn ra rồi chém ngang người con quái. Từ đó phát ra vụ nổ lớn và Win cũng là người chiến thắng. Sau đó Win tiến đến hỏi Sion mà ở bên kia thì thầy Edward cũng đích tin được kẻ không dùng được ma pháp lại mạnh đến thế. Sau đó Edward cũng rời đi, còn Win bây giờ lại bị ông thầy Wagner trở nên cay cú nhưng mà thoai tặng cho Win luôn hẳn 10 điểm. Đó cũng chính là câu chuyện của cả hai, rồi Win cũng tiến ra bên ngoài mà cậu muốn viết lên câu chuyện này. Vào năm năm trước thì Win luôn bị mọi người xa lánh vì không có ma pháp và học cũng chả biết sao Win vào được đây, và họ chỉ biết được Win được ngài Elfaria đưa vào rồi sau đó cậu được Wagner dẫn tới phòng hiệu trưởng mà hiệu trưởng đã ban cho cậu thanh kiếm ngay lập tức cậu dùng tốc độ của mình đánh bật những mà pháp làm cho Wagner cũng bất ngờ mà ngã xuống đất. Sau đó bà hiệu trưởng cũng công nhận để nhận Win vào, bởi vì một thanh kiếm lại luôn khao khát được làm cây trượng kiến bà rất thú vị. Nhưng mà Win chỉ muốn leo lên tòa tháp cao cùng với Elfaria thì mới là nguyện vọng của cậu. Sau đó thì cả hai cũng rời đi, còn bà hiệu trưởng thì lại cảm thấy một thanh kiếm mà muốn thành trượng thì sẽ ra sao đây. Sau đó thì cũng đến buổi học của ông thầy Wagner, Ông ta nói đến việc leo thác tức là viện ám chỉ đậu vào thượng viện. Tầng cao nhất của tháp phù thủy nơi của những người đạt được danh hiệu Magia Vendor, để đến được nơi đó thì phải nhận được sự công nhận của thượng viện trên cương vị là cơ sở giáo dục cấp cao nhất. Có hai cách để vào được đó chính là thứ nhất là sáng tạo ra một ma pháp mới và thứ hai là tích lũy đủ một lượng tín chỉ nhất định tại học viện này. Và chỉ có một số rất ít người làm được cách thứ nhất mà còn lại là đa số các học viên đều phải chọn cách thứ hai. Sau đó thì Wagner cũng nhắc nhẹ mấy ní ở dưới tập trung mà học hành vô chứ lơ tơ mơ thì chưa có chắc đậu được tốt nghiệp mù thế nên Wagner quyết sẽ làm luôn cái bài phụ đạo để tăng cường triệt để. Nghe đến đây thì Win cũng khóc thét, sau đó thì tiết học kết thúc. Sau khi nghe xong tiết học này của thầy Wagner thì Colette cảm thấy hơi căng, mà Win cũng chẳng ngờ đến việc ông khẩy lại cho huấn luyện kiểu liên tù tỉ như này. Nhưng mà nhắc đến đây thì Colette cũng nhớ ra việc Win đã tích lũy đủ tín chỉ trong học phần lý thuyết rồi mà ổng nghiêm khắc quá. Nhưng mà Win lại không cho là thế bởi vì người luôn tạch trong phần thực hành như mình phải nỗ lực hơn, với lại chỉ riêng vụ phụ đạo cho tụi mình thôi là thầy đã dễ với tụi mình lắm rồi đó ní. Nếu là giáo viên bình thường thì chẳng ai quan tâm tụi mình đến vậy mô. Đột nhiên thì phía trước ả à hai thấy một đám người đang tụ tập lại ồn ào. Họ nói rằng Sion đã hạ gục được con Evil Sentinel. Hai khứa đệ của Sion đang to mồm mà thắc mắc sao con quái vật to như thế chỉ có 10 điểm tín chỉ thoai. Nhưng mà cũng may nhờ cậu ấy chứ khung là tụi mình mém đang xuất khỏi server này gọi. Lúc tỉnh lại thì Sion đã giải quyết xong nó rồi. Nhưng mà Sion thì lại ngồi trầm ngâm suy nghĩ mà đích tin đó là Win đã hạ được nó. Ở phía xa thì Sion cũng thấy được mặt Win làm cho hắn ta trở nên cay cú sau đó sen lao thẳng tới trước mặt win rồi nắm lấy áo cậu ta mà kêu thằng khứa này mi đừng có lên mặt với tao thấy vậy thì Colet rồi sen cũng rời đi ở phía kia kia thì ông khẩy edward đang muốn nhắc với hiệu trưởng codon về chuyện đuổi học win nhưng mà bà ta lại muốn biết nguyên cớ vì sao mà lại đuổi học win và win cũng đã học đến năm thứ sáu là năm cuối rồi mà lại đuổi học trò ấy ta e là khờ o kho sắc khó nhưng mà edward lại cọc lên mà nói rằng nó không phải là ma đạo sĩ mà là một chiến binh thứ như vậy không cần thiết trong học viện của chúng ta thưa hiệu trưởng làm sao lại có chuyện một kẻ chẳng thể sử dụng ma pháp lại là kẻ đứng trên cả ma pháp được. Sau đó thì hiệu trưởng Codon cũng mở ra hồ sơ của Win mà thấy thành tích học lý thuyết cậu ta rất tốt, nhân quan về phân tích ma pháp cũng là một điểm nổi bật rất thú vị. Nếu có thể nhắm mắt làm ngơ cho việc không thể sử dụng ma pháp thì nói cho ấy là một học sinh vô cùng ưu tú mà cũng chẳng phải là nói quá. Trừ Magia Vender ra thì cho ấy có thể trở thành một ma kỹ sư hoặc ma dược sư và tiền đồ có thể nói là vô cùng rộng mở để chuẩn bị khi cái ngày đó đến thì việc sản sinh ra những con người thông thái cũng là một trong các nghĩa vụ của học viện ta mà nhưng edward lại cho rằng những kẻ mà chúng ta đang nói đến chẳng phải là loại khôn ngoan và nó đang nhắm đến danh hiệu của magia vender thì đó mới là vấn đề nghe xong thì hiệu trưởng yêu cầu edward hãy tiến hành kiểm tra win và đích thân edward sẽ làm giám khảo trong bài thi kiểm tra sắp tới nếu trò ấy không vượt qua bài kiểm tra thì việc học tiếp hay đuổi học trò ấy ta toàn quyền giao lại cho cậu edward nghe đến đây thì edward cũng chắc rằng mình sẽ không mềm lòng với bất kỳ ai và nội dung kiểm tra sẽ do edward quyết định luôn nghe đến đây thì edward lại cảm thấy thoải con gà mái rồi nhìn thấu bản chất vấn đề đi các ám xà ma đạo sĩ gần với danh hiệu magia vendor hơn bất cứ ai ở phía bên kia phòng tự học thì win đang chép bài sấp mặt với các bài nó dài nói chung là vãi trưởng thấy khứa nỉ siêng như vậy thì colet cũng thở vội rồi con nhỏ cũng thấy khứa này ăn đứt tất cả về phần lý thuyết rồi còn gì nữa ní mặc dù là vậy nhưng mà win vẫn cảm thấy mình sẽ rớt dù chỉ là một tình chỉ thôi nếu vậy thì sẽ không thể vào được thượng viện. Hơn nữa vì cùng là những người vô năng như nhau nên cảm giác của họ thì Win rất hiểu. Bởi vì những cư dân thời xưa của tộc người lùn phải thách thức chính bản thân mình khi đứng trước sự cường đại của ma pháp sư. Thế nên nhất định thì Win cũng không được bỏ cuộc đó cũng chính là thứ cậu muốn vượt trên tất cả ma pháp sư. Và đó cũng là kiến thức mà thầy Wagner đã dạy cho Win mà đó cũng chính là câu mà cậu thích nhất. Vì vậy Win quyết sẽ nỗ lực hơn nữa. Mà tiện đây thì nhỏ Colette cũng liếc qua mà thấy khứa Win già đến nỗi mọc tóc bạc gòi. Nhưng mà nghe đến đây thì Win lại bối rối nhưng mà Colette nói rằng chỉ quan tâm vì cậu quá sức hỏi. Đột nhiên thì ông khẩy Edward bước vô mà cảm thấy hai đứa này ồn ào lắm rồi đấy. Nghe xong thì Colette cũng vội quay qua xin lỗi ông khẩy này. Nhưng mà ông ta lại muốn Win đi một mình đến khu thực hành với mình. Sau đó thì cậu ta cũng đi đến khu thực hành với ông khẩy. Ông thầy này quyết định sẽ dạy Win một khóa phụ đạo trong học phần thực hành vì cậu ta đã rớt liên tù tỷ. Nghe đến đây thì Win cũng chẳng ngờ tới là Edward sẽ kèm một một phụ đạo thêm với mình nữa lý sau đó ông ta dùng ma thuật của mình dùng tia sét đánh vào hướng Win tạo vòng tròn dưới chân cậu, rồi nói rằng nội dung bài kiểm tra là phải đánh chúng ta một đòn, thế nên nhà người không có quyền khước từ, nếu mà khước thì chim cút lập tức. Còn nếu vượt qua được ta sẽ cấp cho nhà ngươi 5 điểm tín chỉ ở học phần thực hành, tuy nhiên nếu thất bại thì hãy biển khỏi học viện này. Ta không bao giờ cho phép những kẻ vô năng lăm le đến danh hiệu Magia Vener. Giờ thì ta đã cho người lý do để chiến đấu rồi đấy, nghe đến đây thì Win cũng đứng hình luôn. Ở phía bên kia thì hiệu trưởng cho gọi Wagner, Bà ta nghĩ rằng chuyện này cũng sẽ phải nói cho Wagner biết, sau đó thì bà ta nói tất cả chuyện của Edward làm cho Wagner cũng bất ngờ. Sau đó thì cả hai đang theo dõi trận đấu của Win mà cậu ta đang liên tục né tránh đòn của Edward, rồi Wagner cũng muốn hiệu trưởng nói rõ về chuyện này hơn nữa. Thì bà ta cũng nói luôn rằng Win đang thực hiện bài kiểm tra của Edward thế nên không thể ngăn cản, cũng giống như việc tôi đồng tình với sự công nhận của cậu dành cho Win khi theo dõi cậu ta, thế nên hãy xem cậu ta có xứng đáng không. Nhưng mà đối với việc chọn Edward là quá đáng với Win rồi bởi vì anh ta là người gần với Magia Vendor nhất, tuy cuối cùng thất bại nhưng anh ta đã từng leo lên tới đỉnh tòa tháp. Quay trở lại thì Edward dùng ma pháp bóng tối cấp thấp tạo ra vụ nổ, rồi Win cũng thở gấp vì anh ta mạnh đến vậy, sau đó thì Win bức tốc ra phía sau tấn công nhưng lại bị lớp phòng ngự quá cứng rắn mà không thể phá nổi. Rồi Edward cũng quay qua đánh văng cậu và dùng ma pháp nổ tung làm cho Win ngã xuống đất. Hiện tại thì Win cảm thấy tất cả ma pháp của Edward đều không cần niệm chú mà thời gian thi triển quá nhanh thế nên không có lỗ hổng tấn công và phòng ngự, rồi Win cũng bỏ lên mà tiến đến nhặt cái kính. Sau đó thì Edward cũng quyết định dùng ma pháp lửa để đốt Win và cái còn lại là ma pháp lá chắn để đỡ những đòn tấn công dơ bẩn của Win. Sau đó Edward dùng ma pháp học thuật thứ 27 triệu hồi ra các vòng ma pháp và Edward muốn kích hoạt tất cả cùng lúc để tấn công Win. Nhưng mà với đợt này Win cảm thấy khó thở nên chạy đi thì Edward dùng tất cả chiêu cùng một lúc tấn công về phía Win. Nó làm cho Win văng ra và Edward vẫn tấn công cậu rồi Win gục xuống. Mà lúc này Win cũng cảm thấy thất vọng vì không thể thắng mà cũng không có kiếm trong tay. Phía bên kia thì con nhỏ Colette đang nghĩ về Win mà không biết cậu ta có ổn khung nhưng mà cái thấy Edward đó có lẽ sẽ cầm cà vạt để Benhouse house Win trên đà lạt trăng. Nghĩ đến vụ đó thì Colette không thể tin được nữa. Đột nhiên Kiki mở cửa vào làm cho Colette thấy lo lắng mà chạy tới. Sau đó Kiki cũng chỉ vào tủ của Win rồi Colette cũng mở tủ ra. Quay trở lại thì Win đang nằm sắp mặt mà Edward tiến đến hướng cậu ta mà mong rằng cậu ta sẽ bỏ ý định leo lên tháp đi. Rồi Edward cũng đánh qua chuyện trận chiến Gazarons, lũ người lùn ngu ngốc tạo ra đội quân một vạn người để tạo phản. Vậy cậu nghĩ cần bao nhiêu ma pháp sư để đối đầu với chúng? Rồi Win cũng trả lời là một người nhưng hắn ta lại đạp vào người Win mà nói rằng không thể thắng được thế nên hãy từ bỏ cái ước mơ ngu ngốc. Rồi Win vẫn gắng gượng người dậy mà nói mình sẽ trở thành Magia Vendor, sau đó Win cầm chân hắn ta thì lại bị đạp ra. Rồi hắn ta cũng hỏi về lý do to lớn bên trong của Win để muốn làm như vậy, thì Win cũng lấy cái kính ra mà chắc một điều rằng muốn ở cạnh người mình yêu quý và giữ lời hứa với Elphi. Nghe xong Edward cảm thấy lý do đó thật là ngu xuẩn và nông cạn vì muốn hướng tới đỉnh Pháp Sư. Nhưng mà Win lại chắc rằng mình là anh trai vượt ngàn trong gai nên một ngày nào đó sẽ ngắm hoàng hôn cùng với Elphi. Ở bên kia thì Colette đang chạy tới cầm kiếm đến mà ném cho Win. Sau đó thì cậu ta cũng rút kiếm ra mà đeo mắt kính vào trạng thái của mình. Thay thế thì Edward liền tấn công nhưng Win lại chém được ma pháp đó thấy thế thì Edward liền sử dụng sức mạnh ma pháp nhiều hơn nữa và vòng tròn lửa để tấn công Win. thấy thế thì Win cũng hơi run với thứ ma pháp đó nhưng mà đây là cơ hội cuối cùng nên Win quyết định sẽ đột phá. rồi Win cũng tiến lên phía trước mà lúc này thì Edward cũng dùng quả cầu ma pháp để tấn công. nhưng mà Win liên tục chạy để tránh né những ma pháp và cậu cũng đang thấy giống thủ lĩnh phe người lùn mất đi tất cả đồng đội rồi giáng một đòn để công nhận vị thế của tộc người lùn. quay trở lại thì cậu đỡ chiêu Edward từ trong đám khói bắn ra mấy viên đá sau đó thì win lao tới và bật người nhảy lên trên dùng một chiêu chém xuống dưới phá vỡ khiêng chắn của edward rồi win cũng chĩa được kiếm vào edward và edward cũng chĩa gậy vào hướng cộng nhưng mà win đã chạm được trước nên edward rời đi mà cộng cho win 5 điểm rồi nhỏ colette cũng nhảy xuống mà đỡ win vội thấy khứa này bất tỉnh nhân sự nên colette cũng hơi lo cho win bên kia thì bà hiệu trưởng cảm thấy tuyệt vời mà Wagner cũng không ngờ đến là win dám nhảy vào bên trong đám cầu lửa chỉ để che giấu bản thân và lẩn vào điểm mù của đối phương thì quá là liều Bà hiệu trưởng cũng cảm thấy vậy mà cậu ta thì có thể chém được ma pháp của Edward thì đúng là đứa trẻ đặc biệt rồi.